trên xe có người khác mà. Hai người không thể đợi tới nơi rồi mới làm như vậy sao? Cô lo chuyện của mình đi. Ngày xưa cô bỏ tôi vì tiền mà, sao bây giờ cô lạ thế? Được, tôi nhận. Anh Đạt, em muốn mua thêm nhiều đôi giày nữa. Em thích gì anh mua tất. Nhờ bây giờ mình đi ăn lại nha. Dạ. Em ăn thử món này đi, không ngọt đâu. Ngọt quá. Cô ngồi xuống ăn luôn đi. Ừ, mấy đồ tây kiểu vậy chắc cô không đỡ ăn đâu hả? Không cần đâu, tôi đi vệ sinh một chút. Nè, hồi xưa cô bỏ anh Đạt vì tiền, bây giờ anh ấy giàu rồi, cô hối hận thôi. Cô thôi làm nhục tôi đi, tôi và anh Đạt đã kết thúc rồi. Nè, cô làm cái gì đấy? Vì em có sao không? Em không sao. Mai,